Năm nay, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Leo với bánh ngọt, bánh nướng và một số món ăn nhẹ. Leo hiền tới nỗi luôn phản ứng quá mức trước những cử chỉ quan tâm của người khác. Đó là những gì mà The Pole đã nói về Messi trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Đương nhiên, việc Messi rất hiền lành, ít nói là điều mà chúng ta đã đều biết. Thế nhưng, có những mặt khác của El Pulga, nơi anh thể hiện rằng mình còn có tinh thần đồng đội. Sự khiêm tốn và tinh thần thể thao cao thượng có lẽ là ít được bộc lộ một cách trực tiếp. Vậy The Pole đã nói những gì trong cuộc phỏng vấn để chúng ta có thể hiểu được thêm về nhân cách cao đẹp của Messi? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Trước đó, anh em đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh nếu thấy video này hay. Các anh em cũng có thể truy cập vào trang web của FiveGo để xem lại đầy đủ video highlight của những trận đấu thuộc khuôn khổ Euro 2024 nếu bỏ lỡ nhé. Rodrigo De Paul, tiền vệ của tuyển Argentina vừa qua đã có một cuộc trò chuyện trong chương trình trực tuyến Sonia Que Volaba do Mike Granados dẫn chương trình trên kênh Onga. Tại đó, anh đã đề cập đến nhiều chủ đề và chia sẻ nhiều điều mà chúng ta còn chưa biết về những gì diễn ra trước và sau trận đấu với Colombia và cả về người đội trưởng Lionel Messi. Bắt đầu cuộc trò chuyện, De Paul giải thích rằng đối với những đội giành chiến thắng thì họ sẽ luôn bị đối thủ ghen tị và soi mói. Theo quan điểm đó, tiền vệ này cho rằng đã có những lời châm chọc không cần thiết hướng đến Messi và Angel Di Maria trước trận đấu chung kết Copa America 2024. Có một vài cầu thủ Colombia trước trận đấu đã nói rằng Messi và Di Maria không còn như xưa nữa, rằng họ đã lớn tuổi và chúng tôi đều nghe thấy những điều đó. Thế nên, sau khi giành chiến thắng, chúng tôi muốn đi tìm họ ngay để làm rõ mọi chuyện. Nhưng Leo liền đến và nói với chúng tôi, không được chế nhạo ai cả, tập trung ăn mừng thôi. Trước đó, khi Argentina vô địch Copa America 2021 trên đất Brazil, sau khi đánh bại chính đội tuyển chủ nhà cũng đã xảy ra câu chuyện gần tương tự như vậy. De Paul kể rằng, chính Messi đã khuyên những đồng đội không nên có những hành động quá khích. Leo không cho chúng tôi hát bài hát chế giễu Brazil hoặc ăn mừng quá khích ở sân vận động vì anh ấy biết mọi thứ rồi sẽ như thế nào. Đến khi vào khách sạn rồi thì khác, tất cả mới được leo lên bàn để nhảy múa và ăn mừng. Vào ngày hôm đó, chính De Paul có lẽ đã quá hưng phấn và có ý định khiêu khích những cổ động viên Brazil. Nhưng các máy quay đã bắt gặp hình ảnh El Pulga nhanh chóng phát hiện người đồng đội của mình có hành vi không đúng mực và anh ra dấu không nên làm như vậy bằng cách giơ ngón tay của mình lên. Trước đó, Messi cũng ngăn một đồng đội khác của mình là Enzo Fernandez có hành vi không đúng mực khi Argentina ghi bàn. Cụ thể, lúc đang ăn mừng bàn thắng cùng những đồng đội, chính Enzo đã có hành vi khiêu khích những cổ động viên đối thủ và ngay lập tức, số 10 của La Albiceleste đã nhắc nhở với hành động gạt tay người đồng đội. Chính những phát biểu trên của Rodrigo De Paul đã làm khiến người ta nhớ về vụ bê bối gần đây của chính Enzo. Trách nhiệm của Messi trong việc này cũng là chủ đề gây tranh cãi ở Argentina và trên toàn thế giới. Thế nhưng rõ ràng là El Pulga chẳng hề liên quan một chút nào cả. Anh không có mặt trên chuyến xe buýt ngày hôm đó, không hát bài hát phân biệt chủng tộc. Thậm chí, Messi còn đã không ít lần nhắc nhở những đồng đội phải ăn mừng có chừng mực. Messi đã làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng, nhưng thật đáng tiếc, những đồng đội của anh trong lúc còn hưng phấn đã quên đi những lời dặn dò ấy. Đương nhiên, Messi sẽ chẳng cần phải xin lỗi vì anh đã làm hết những gì cần phải làm. Mới đây, Thứ trưởng Thể thao Julio Caro của Argentina đã nói trên kênh Radio Urbana Play rằng Messi cần lên tiếng và xin lỗi thay cho đồng đội vì chuyện này đã khiến Argentina rơi vào tình huống tồi tệ. Dù đã đính chính và cho rằng đó chỉ là quan điểm cá nhân, ông Caro vẫn bị cách chức chưa đầy một ngày sau. Tổng thống Javier Milei và Phó Tổng thống Victoria Villarruel đều cho rằng Fernandez không làm gì sai, chỉ nói lên sự thật và quan trọng nhất, họ biết rằng Messi không liên quan gì cả và anh không cần phải xin lỗi người Pháp. Quay trở lại với buổi phỏng vấn, chính De Paul cũng đã nêu lên quan điểm về vụ việc của Enzo Fernandez như sau. Những cầu thủ nào cảm thấy bị Fernandez xúc phạm có thể gọi điện nói chuyện riêng với cậu ấy. Tôi nghĩ họ có ác ý, muốn làm to chuyện này trong khi chẳng có vấn đề gì. Hành động đó giống như dẫm lên một người đã bị ngã, bỏ theo dõi Fernandez chẳng có nghĩa lý gì. Trước đó, tiền vệ Alexis McAllister, dù đã không có trên xe buýt, cũng cho rằng người châu Âu nhạy cảm hơn về vấn đề này. Tiền vệ của Liverpool nói rằng Argentina không phải đất nước phân biệt chủng tộc và Fernandez cũng không có ác ý gì. Có thể thấy, cả De Paul và Alexis McAllister đều đã có ý bênh vực cho người đồng hương. Từ đó, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu Messi với tiếng nói cực kỳ có trọng lượng của mình cũng có nên lên tiếng để bảo vệ người đàn em hay không? Câu trả lời theo quan điểm của tôi vẫn là không. Enzo đã sai hoàn toàn trong vụ việc này. Không những thế, anh còn đã sai bởi không nghe theo lời dặn dò của Messi.
câu chuyện không chỉ ảnh hưởng đến một mình cầu thủ thuộc biên chế Chelsea mà nó còn khiến cho hình ảnh của đội tuyển Argentina trở nên xấu đi, khiến cho những đồng đội không liên quan chịu liên lụy, trong đó có cả El Pulga. Messi có thể thương Enzo thật đấy, nhưng chắc hẳn lần này, người đội trưởng của La Albiceleste đã rất giận cậu em không nghe lời này. Nói đến những câu chuyện khác trong buổi phỏng vấn, De Paul đã kể lại khoảnh khắc mình cùng các đồng đội ở tuyển Argentina chứng kiến hình ảnh Lionel Messi rời sân trong những giọt nước mắt vì chấn thương mắt cá chân trong trận chung kết Copa America 2024 và cảm xúc của họ đã bị ảnh hưởng như thế nào. Khi Leo rời sân, họ chiếu cận cảnh hình ảnh mà anh ấy đang khóc trên màn hình lớn của sân vận động. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy điều đó. Lúc đó chúng tôi tự nhủ phải chiến đấu vì anh ấy, mặc dù ai cũng đang rất mệt mỏi. Trong suốt World Cup, tất cả chúng tôi cũng đã chiến đấu vì Leo, bởi World Cup là ước mơ cả đời của anh ấy. Leo truyền tải một thứ tinh thần tích cực, mang lại sự điềm tĩnh và bạn không thể không yêu quý anh ấy. Tình yêu ấy vượt qua ngoài khuôn khổ bóng đá. Và với một người như Messi, De Paul hoàn toàn có thể tin tưởng. Leo giờ đây là người bạn thân của tôi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều bằng những lời khuyên của mình. Và trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời tôi, Leo lúc nào cũng nói những điều đúng đắn và chúng rất có ích cho tôi. Tôi tin tưởng Leo và biết rằng mình cũng có thể kể cho anh ấy bất kỳ điều gì. Cách cư xử của Leo mang đến cảm giác thoải mái. Có thể thấy, chính Messi là động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội để chiến đấu trong những trận chiến quan trọng. Và khi cả tập thể đã vì Messi, anh cũng biết cách để chiến đấu vì mọi người. Điển hình là việc De Paul đã chia sẻ những gì El Pulga nói ở trước trận bán kết với Canada, nơi anh mong tất cả những cầu thủ của Argentina ra sân và chơi hết mình vì những cầu thủ rồi sẽ chia tay với đội tuyển như Angel Di Maria. Đây là những trận đấu cuối cùng của Di Maria, hãy chiến đấu và giành chiến thắng vì cậu ấy. Trận chung kết cũng là lời chia tay của Di Maria, anh ấy cần danh hiệu này trước khi từ giã tuyển quốc gia. Anh ấy xứng đáng có được điều đó. Những cầu thủ như Di Maria rồi sẽ không còn được triệu tập nữa và đó cũng là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Anh ấy xứng đáng rời đi trong thế ngẩng cao đầu. Đối với người hâm mộ Messi, họ sẽ lại càng yêu thêm con người này bởi nhân cách cao đẹp của anh. Còn đối với những anti-fan của El Pulga, có lẽ nhiều người trong số đó họ sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi nghe được những chia sẻ kể trên.